Chảo lửa Trung Đông vẫn căng như dây đàn. Quân đội Israel triển khai hoạt động quân sự trên khắp Gaza, tiếp tục đẩy mạnh truy quét Hamas ở cả phía Bắc và phía Nam của vùng đất. Các chiến binh Hamas chống trả quyết liệt. Tình hình biên giới Israel-Liban tiếp tục tăng nhiệt. Hezbollah tiến hành loạt cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ quân sự của Israel. Đáng chú ý, Bộ Ngoại giao Mỹ vượt quyền Quốc hội để lập tức bán 14.000 quả đạn pháo xe tăng cho Israel sử dụng trong xung đột với Hamas, giữa bối cảnh thương vong ở Gaza ngày càng tăng cao. Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2024, người dân Ukraine thể hiện sự lo lắng về tuyên bố tái tranh cử của ông Putin. Trong khi chính phủ Ukraine lên tiếng phản đối mạnh mẽ kế hoạch bầu cử của Nga ở 4 vùng sát nhập. Trên chiến trường, Ukraine báo cáo gần 100 cuộc không kích của Nga trên khắp đất nước chỉ trong vòng 24 giờ. Ở phía ngược lại, Nga nêu cách duy nhất để chấm dứt xung đột với Ukraine. Các tin tức quốc tế nổi bật khác. Nhà Trắng nôn nóng nối lại các cuộc đàm phán quân sự với Trung Quốc. Lãnh đạo Trung Quốc cam kết thúc đẩy nhu cầu trong nước phục hồi kinh tế trong năm 2024. EU thông qua thỏa thuận mang tính bước ngoặt về AI. Triều Tiên tuyên bố sẽ sớm thêm vệ tinh do thám, chuẩn bị cho đòn tấn công cực mạnh đáp trả các hoạt động quân sự chống lại nước này. Quốc hội Đan Mạch thông qua luật cấm đốt kinh Koran nhằm xoa dịu căng thẳng với các quốc gia Hồi giáo. Ấn tượng lễ hội đốt quỷ chào đón mùa Giáng sinh ở Guatemala. Tất cả sẽ có trong bản tin Thế giới hôm nay ngay sau đây. Hải Yến rất vui khi được gặp quý vị trong bản tin Thế giới hôm nay. Và mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là những cập nhật về tình hình xung đột giữa Israel và Hamas. Thưa quý vị, cơ quan y tế Gaza cuối tuần qua cho biết rằng quân đội Israel đã tiến hành bao vây bệnh viện Kaman Adwan ở khu vực phía bắc của dải Gaza và nổ súng về phía cơ sở y tế này. Tuyên bố của cơ quan y tế Gaza nêu rõ, các tay súng bắn tỉa của quân đội Israel đang chiếm giữ các vị trí trong các tòa nhà xung quanh bệnh viện và bắn về phía phòng bệnh nhân. Tuyên bố cũng cho biết rằng các nhân viên y tế và những người bị thương không có thức ăn, nước uống và điều trị y tế. Bộ Y tế Gaza kêu gọi tất cả các cơ quan quốc tế có liên quan bảo vệ bệnh viện và những người bên trong, đồng thời đảm bảo cung cấp cho họ nước, thực phẩm và điều trị y tế thích hợp. Sáng sớm hôm 8 tháng 12, người phát ngôn Bộ Y tế Shraf Al-Quadra cho biết quân đội Israel đang thực hiện tội ác thanh lọc sắc tộc ở các khu vực phía bắc dải Gaza và cố tình tấn công vào các bệnh viện để khiến cho nơi này ngừng hoạt động. Israel chưa phản hồi trước phát ngôn của Bộ Y tế Gaza. Theo thông tin được CNN đăng tải mới đây, các cuộc đụng độ giữa quân đội Israel và Hamas vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực của dải Gaza. Cụ thể, cánh quân sự của Hamas, lữ đoàn Al-Qassam, hôm 9 tháng 12 cho biết rằng lực lượng của họ đã tham gia vào các trận chiến khốc liệt với lực lượng Israel ở phía tây trại Jabali, thuộc phía bắc Gaza. Đồng thời cũng tuyên bố các cuộc đụng độ đã xảy ra ở Satun. Jabali đã chứng kiến nhiều ngày giao tranh ác liệt cùng với các cuộc không kích của Israel. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết tiểu đoàn 931 đã nhận được thông tin về việc phiến quân Hamas đang chiếm giữ các tòa nhà trong khu vực. Israel cho biết do đó quân đội đã tiến hành một cuộc tấn công có chủ đích vào những tòa nhà đó. Đoạn video do quân đội Israel công bố cho thấy binh lính nổ súng trong các con hẻm. Quân đội cho biết Hamas đã bố trí một cuộc phục kích trong cùng khu vực, chuẩn bị tấn công lực lượng của chúng tôi trong lúc di chuyển qua tuyến đường giao thông trung tâm. Lực lượng Israel đã tấn công đối thủ qua một trong những con hẻm, khiến đối thủ bất ngờ. Quân đội Israel cho biết sư đoàn 98 đang tiếp tục chiến đấu với Hamas ở Khan Yunis thuộc phía nam Gaza, với sự hỗ trợ của lực lượng không quân. Họ cũng cho biết một thiết bị nổ đã được kích hoạt gần một nhà thờ Hồi giáo khi quân của tiểu đoàn 12 thuộc lữ đoàn bộ binh Golani tiến hành một cuộc đột kích. Quân đội Israel cũng báo cáo về nhiều hoạt động của các đơn vị khác ở miền nam Gaza, bao gồm các cuộc tấn công vào văn phòng chỉ huy của Hamas và các đường hầm. Cũng theo thông tin từ CNN, quân đội Israel mới đây đã chỉ thị cho cư dân ở phần lớn Khan Yunis, thành phố lớn thứ hai ở dải Gaza, sơ tán đến khu vực Al-Muwasi, một dải đất nằm trên bờ biển. Lực lượng phòng vệ Israel hôm 9 tháng 12 cho biết người dân cần được hướng dẫn để di chuyển đến Al-Muwasi, cũng như các khu nhà nằm trong bản đồ mà quân đội công bố vào tuần trước. Trước đó, quân đội Israel đã ban hành lời kêu gọi khẩn cấp, yêu cầu dân thường rời khỏi phần lớn khu vực trong và xung quanh Khan Yunis, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn của quân đội Israel Avichai Ari đã kêu gọi cư dân của các khu vực lân cận On Katipa, On Mahata và trung tâm thành phố Khan Yunis sơ tán.
Ông nói, chúng tôi kêu gọi mọi người khẩn trương rời khỏi nơi đang ở và đi về phía những nơi trú ẩn ở phía tây Khan Yunis. Al-Muwasi là một dải đất rộng khoảng 20 km2 dọc bờ biển. Theo tuyên bố hồi tháng trước của cơ quan Liên Hợp Quốc và các nhóm nhân đạo như Care International, Mercy Corps và Tổ chức Y tế Thế giới, khu vực này không thể hoạt động đúng như một vùng an toàn nếu tất cả các bên không ngừng lại các cuộc giao tranh ở đó. Al-Muwasi phần lớn là vùng đất trống nhưng đã chứng kiến dòng người cố gắng trốn thoát khỏi cuộc giao tranh trong khu vực. Quân đội Israel tuyên bố hệ thống phòng không mái vòm sắt của nước này đã chặn một loạt các tên lửa từ Gaza tới Tel Aviv. Thông tin vừa được tờ Anadolu đăng tải. Đài phát thanh quân đội Israel cho biết nước này đã chặn 5 quả tên lửa ở Tel Aviv, trong khi đó quả thứ 6 thì rơi xuống một khu vực trống. Israel đã tiến hành chặn tên lửa sau khi còi báo động được kích hoạt trên thành phố và các khu vực lân cận lần thứ 2 vào hôm 8 tháng 12. Cơ quan y tế cho biết không có báo cáo thương tích nào từ trận pháo kích lan tới khu vực miền trung của đất nước cách Gaza hàng chục km. Trong khi đó, cánh vũ trang của nhóm Hamas thông báo rằng họ đã phóng tên lửa về phía Tel Aviv trong 3 cuộc tấn công vào hôm 8 tháng 12. Lữ đoàn Al-Qassam có trụ sở tại Gaza cho biết các cuộc tấn công này là để đáp trả các vụ thảm sát của Israel nhằm vào dân thường Palestine. Israel đã nối lại cuộc tấn công quân sự vào dải Gaza vào ngày 1 tháng 12 sau khi kết thúc thời gian ngừng bắn kéo dài một tuần với Hamas. Có ít nhất là 17.487 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 46.480 người khác bị thương trong các cuộc tấn công không ngừng trên bộ và trên không của Israel vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 sau cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas. Theo số liệu chính thức, số người Israel thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas là 1.200 người. Cập nhật tình hình tại biên giới Israel-Liban. Lực lượng Hezbollah tại Liban mới đây cho biết rằng họ đã thực hiện 8 cuộc tấn công quân sự nhằm vào các căn cứ của Israel ở gần khu vực biên giới phía nam Liban. Trong tuyên bố mới đây, nhóm này cho biết các cuộc tấn công được thực hiện để ủng hộ sự kiên định của người dân Palestine ở dải Gaza và đoàn kết với cuộc kháng chiến dũng cảm cũng như danh dự của họ. Hezbollah cho biết họ đã tấn công địa điểm Masjid Al-Aqsa của Israel bằng vũ khí phù hợp. Trong tuyên bố khác, nhóm này cho biết đã nhắm mục tiêu vào địa điểm Al-Rahab và tấn công trực tiếp vào địa điểm này. Ngoài ra, còn nói rằng đã tấn công địa điểm Ruzwesat al-Alam ở khu vực trang trại Sheba ở Liban. Trong khi đó, thông tấn xã quốc gia Liban NNA cho biết rằng một máy bay trực thăng của Israel đã tấn công một ngôi nhà ở thị trấn Mawahim. Cùng lúc đó, pháo binh của Israel cũng đã tấn công các khu vực khác ở miền nam Liban, bao gồm các thị trấn Shehin, Jikwin, Hiam và Odessa. Căng thẳng đã bùng lên dọc biên giới giữa Liban và Israel trong bối cảnh cuộc đọ súng giữa lực lượng Israel và Hezbollah diễn ra theo chiều hướng ngày càng leo thang và được xem là cuộc đụng độ nguy hiểm nhất kể từ khi hai bên xảy ra cuộc chiến toàn diện vào năm 2006. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng đặc quyền khẩn cấp trong đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí ACCA để tiến hành việc bán ngay lập tức 14.000 quả đạn pháo xe tăng trị giá hơn 106 triệu đô la Mỹ cho Israel mà không cần Quốc hội phê duyệt. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận quyết định của mình hôm 9 tháng 12. Số đạn pháo nêu trên nằm trong thương vụ bán 45.000 quả đạn pháo cho xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava của Israel. Trước khi sử dụng đặc quyền khẩn cấp, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hối thúc các ủy ban đối ngoại của Lượng viện Quốc hội nhanh chóng phê duyệt thương vụ. 14.000 quả đạn pháo Mỹ sắp bán cho Israel được lấy trực tiếp từ kho đạn dược của lục quân Mỹ, chủ yếu gồm dòng đạn chống tăng có sức nổ lớn M830, có khả năng tiêu diệt xe tăng và các phương tiện bọc thép khác. Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ trong một tuyên bố, Washington cam kết đảm bảo an ninh cho Israel, việc hỗ trợ Israel phát triển và duy trì khả năng phòng thủ mạnh mẽ, cũng như trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đóng vai trò quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ. Bộ nhấn mạnh, Israel sẽ sử dụng nguồn lực được củng cố để răn đe các mối đe dọa trong khu vực. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết, thương vụ bán đạn pháo xe tăng cho Israel không làm ảnh hưởng tới năng lực quốc phòng của Mỹ. Động thái vượt quyền quốc hội để cung cấp đạn dược cho Israel diễn ra sau khi Thượng viện Mỹ chặn dự luật ngân sách an ninh quốc gia mà Tổng thống Biden đề xuất trị giá hơn 110 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ Israel, Ukraine và gồm nhiều hạng mục khác. Theo đài RT, một số đồng minh của ông Biden tại Thượng viện ngày càng tỏ rõ sự lo ngại trước việc Mỹ hỗ trợ cho Israel trong bối cảnh thương vong ở Gaza liên tục tăng cao. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Bernie Sanders cho rằng Washington nên sử dụng tầm ảnh hưởng của mình đối với đồng minh để ngăn chặn xung đột leo thang và hạn chế đổ máu. Theo tờ Wall Street Journal, Mỹ, hiện là nhà tài trợ quân sự hàng đầu của Israel, đã cung cấp khoảng 15.000 quả bom và 57.000 quả đạn pháo cho quốc gia Do Thái trong xung đột với Hamas.
Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tuần qua đã chính thức lên tiếng xác nhận sẽ tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Reuters sau đó đã thực hiện một cuộc phỏng vấn tại thủ đô Kiev của Ukraine để xem người dân quốc gia Đông Âu này suy nghĩ như thế nào trước tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga. Theo Reuters, người dân Kiev cho biết họ không ngạc nhiên về quyết định tái tranh cử của ông Putin. Tôi tin ông Putin sẽ lãnh đạo nước Nga và giữ vững vị trí này cho đến lúc qua đời. Trong khi đó, một số khác bày tỏ lo ngại việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục cầm quyền, đồng nghĩa rằng xung đột vẫn sẽ tiếp diễn. Tôi nghĩ chừng nào ông Putin còn giữ vị trí Tổng thống Nga, chiến sự sẽ không sớm kết thúc. Tuy nhiên, tôi có niềm tin mạnh mẽ và to lớn vào quân đội của chúng tôi. Tổng thống Nga Vladimir Putin, 71 tuổi, thông báo tái tranh cử vào năm 2024 trong cuộc đối thoại trên truyền hình sau buổi lễ nhân ngày Anh hùng Tổ quốc vào hôm 8 tháng 12. Tùy vào từng thời điểm, tôi có suy nghĩ khác nhau, nhưng đây là lúc phải đưa ra quyết định. Tôi sẽ tranh cử Tổng thống Liên bang Nga, ông Putin nói. Lời xác nhận của ông Putin được đưa ra sau khi Hội đồng Liên bang Nga ấn định thời gian tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 17 tháng 3 năm 2024. Dự kiến nhiệm kỳ của ông Putin sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 5 năm sau. Nếu thành công, tái đắc cử, ông Putin sẽ giữ chức Tổng thống Nga đến năm 2030. Kết quả các cuộc thăm dò gần đây do TASS công bố cho thấy mức độ tin tưởng của công chúng Nga đối với Tổng thống Nga Putin duy trì ở mức 80%. Trong khi đó, chính phủ Ukraine đã lên án mạnh mẽ kế hoạch tổ chức bầu cử Tổng thống của Nga ở 4 vùng sắp nhập, mô tả đây là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ trong một tuyên bố, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế kiên quyết lên án ý định của Nga về việc tổ chức bầu cử Tổng thống ở các vùng sắp nhập, cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân tổ chức liên quan đến cuộc bầu cử. Ukraine đồng thời cảnh báo các quốc gia không cử giám sát viên tham gia cuộc bầu cử, khẳng định rằng những ai vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Moscow chưa bình luận về thông tin. Trước đó, Nga thông báo trong cuộc bầu cử tới, người dân 4 vùng lãnh thổ mới sắp nhập đều có quyền đi bầu cử. Vào tháng 9 năm ngoái, Nga đã tuyên bố sắp nhập các tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia sau cuộc trưng cầu dân ý. Cập nhật tình hình trên chiến trường, Ukraine vào hôm 9 tháng 12 cho biết Nga đã tiến hành gần 100 cuộc không kích trên khắp nước này trong vòng 24 giờ qua. Trong bối cảnh đệ nhất phu nhân Ukraine cảnh báo Kiev đang gặp nguy hiểm chết người nếu không có viện trợ quân sự của phương Tây. Theo một bài đăng trên mạng xã hội của Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 9 tháng 12, Nga đã phóng tổng cộng 28 tên lửa và 27 cuộc không kích, sử dụng các hệ thống tên lửa phóng loạt bắn 59 lần vào các vị trí quân sự và khu vực đông dân cư của Ukraine. Nhiều khu vực ở miền đông đã trở thành mục tiêu, bao gồm Kharkiv, Luhansk và Donetsk, những nơi đã chứng kiến các cuộc giao tranh dữ dội nhất. Cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi chính quyền Ukraine cho biết họ đã đánh chặn tên lửa hành trình lần đầu tiên sau gần 80 ngày. Trước đó, đánh giá của tình báo phương Tây cảnh báo Nga có thể sẽ mở rộng bắn phá cơ sở hạ tầng dân sự trong mùa đông. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước cho biết ít nhất một người bị thương do pháo kích xuyên đêm ở Kharkiv, một trong nhiều khu vực ở miền đông bị nhắm mục tiêu. Theo ông Oleksandr Frokudin, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực do Ukraine bổ nhiệm, lực lượng Nga đã pháo kích vào khu vực Kherson 62 lần, bắn hơn 300 quả đạn bằng súng cối, pháo binh, hệ thống Pratt, xe tăng, máy bay không người lái và máy bay. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất một người dân thường đã thiệt mạng và một người khác bị thương do trúng phải mảnh đạn sau khi lực lượng Nga thả chất nổ từ máy bay không người lái xuống thành phố Berislav trong khu vực vào sáng ngày 9 tháng 12. Các cuộc tấn công mới nhất của Nga xảy ra khi đệ nhất phu nhân Ukraine, bà Olena Zelenska lên tiếng về việc đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ chặn viện trợ nước ngoài. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, bà Zelenska nói, chúng tôi thực sự cần sự giúp đỡ. Nói một cách đơn giản, chúng ta không thể mệt mỏi với tình hình hiện tại, bởi vì nếu mệt mỏi, chúng ta sẽ chết. Giao tranh Ukraine vẫn căng thẳng, mặc dù có rất ít chuyển động dọc tiền tuyến. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova khẳng định Moscow sẽ không cho phép Ukraine tiếp tục là một quốc gia gây rối cho cả Nga và các quốc gia khác. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với AFP được xuất bản vào cuối tuần trước, bà Zakharova nói các mục tiêu phi phát xít hóa và phi quân sự hóa của Ukraine được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022 vẫn không thay đổi. Theo nữ phát ngôn viên, những sự kiện xung quanh cuộc xung đột Ukraine đã nêu bật niềm tin của Moscow rằng triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt là cần thiết. Bà Zakharova giải thích, ngay từ đầu cuộc chiến, những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraine đã sử dụng dân thường làm lá chắn và đối xử tàn bạo đối với tù nhân Nga. Mục tiêu chính của họ trong xung đột này là loại bỏ càng nhiều người Nga càng tốt.
Khi được hỏi về triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói, cách duy nhất để đạt được hòa bình lâu dài là chính quyền Kiev cần đáp ứng một cách hiệu quả mọi yêu cầu của Nga. Họ phải khẳng định lập trường trung lập của mình, duy trì cam kết phi hạt nhân hóa và tiến hành phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, cũng như thừa nhận thực tế mới trên các vùng lãnh thổ sáp nhập và đảm bảo quyền của công dân nói tiếng Nga và các dân tộc thiểu số ở Ukraine. Bà Zakharova khẳng định Nga luôn sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua đối thoại vì chưa từng từ chối một lựa chọn như vậy. Tuy nhiên, để thực hiện tiến trình hòa đàm, chính quyền Kiev và phương Tây phải có các bước đi thiết thực và thể hiện thiện chí. Theo bà Zakharova, một giải pháp toàn diện, bền vững và công bằng cho cuộc xung đột ở Ukraine phụ thuộc chủ yếu vào việc giải quyết những nguyên nhân cốt lõi của nó. Nữ phát ngôn viên nhấn mạnh phương Tây cần ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong khi Kiev phải chấm dứt hành động thù địch và rút quân khỏi lãnh thổ Nga. Theo đài RT, bà Zakharova đang đề cập đến 4 khu vực trước đây của Ukraine, nhưng Nga đã tuyên bố sáp nhập vào mùa thu năm ngoái, gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Kiev chưa bình luận về các phát biểu trên. Đài RT đưa tin, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC trong tuần qua đã ra thông báo chính thức rằng các vận động viên Nga và Belarus sẽ được phép tranh tài tại Thế vận hội Paris 2024 với tư cách trung lập. Theo thông báo được đăng tải trên trang web của IOC, các vận động viên mang hộ chiếu Nga hoặc Belarus sẽ đủ điều kiện tranh tài tại Olympics Paris 2024 theo quy định, miễn là họ vượt qua các nội dung thi đấu vòng loại. Tuy nhiên, các vận động viên Nga và Belarus sẽ không được phép thi đấu các môn thể thao đồng đội. Bất kỳ cá nhân nào tích cực hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hoặc ký hợp đồng với quân đội Nga hoặc Belarus hoặc các cơ quan an ninh chính phủ hai nước này cũng sẽ không được phép tham gia sự kiện. IOC lưu ý thêm, các hạn chế đối với chính phủ Nga và Belarus vẫn được áp dụng trong Thế vận hội Paris. Điều này có nghĩa là quốc kỳ, quốc ca, màu sắc hoặc bất kỳ thông tin nào mang tính chất nhận dạng của hai nước này sẽ không được phép xuất hiện tại các địa điểm và các hoạt động chính thức của sự kiện. Bên cạnh đó, các quan chức nhà nước của chính phủ Nga và Belarus sẽ không được mời dự Thế vận hội. Theo đài RT, trong số 4.600 vận động viên hiện đủ điều kiện tranh tài tại Olympic Paris 2024, có 8 cá nhân mang quốc tịch Nga và 3 người Belarus. Moscow mô tả các điều khoản do IOC đặt ra cho các vận động viên Nga là không thỏa đáng, đồng thời cáo buộc cơ quan quốc tế này chính trị hóa thể thao. Sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế IOC ra thông báo chính thức về việc cho phép vận động viên Nga và Belarus thi đấu tại Thế vận hội Paris 2024 với tư cách trung lập, Bộ Ngoại giao Ukraine ngay lập tức chỉ trích quyết định này. Trong tuyên bố hôm 9 tháng 12, Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo IOC và các đối tác quốc tế về những rủi ro mà một quyết định như vậy mang lại. Bởi các vận động viên Belarus và đặc biệt là Nga thường đại diện cho các tổ chức thể thao liên quan đến lực lượng vũ trang Nga. Cơ quan Ngoại giao Ukraine khẳng định một số người trong đó phục vụ quân đội Nga mặc đồng phục thể thao có biểu tượng về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga chống lại Ukraine. Trong một bài phát biểu trên nền tảng X, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kulepa mô tả quyết định của IOC cho phép vận động viên Nga và Belarus tranh tài tại Olympic Paris 2024 với tư cách trung lập là đáng xấu hổ, làm suy yếu nguyên tắc của Olympic. IOC và Nga chưa bình luận về phản ứng của Ukraine. Cùng chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Nhà Trắng mới đây cho biết rằng Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa chính thức nối lại các cuộc đàm phán giữa quân đội hai bên, dù các nhà lãnh đạo đã thông qua việc này tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung vào tháng trước. Và thông tin vừa được Reuters đăng tải. Ông John Kirby, người phát ngôn của Nhà Trắng, nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán sẽ giảm bớt những hiểu lầm và tính toán sai lầm giữa hai bên. Nhưng ông cho biết các cuộc đàm phán có thể chưa diễn ra được vì Trung Quốc vẫn chưa tìm được người thay thế cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng, ông Lý Thượng Phúc. Ông Lý đã bị cách chức vào tháng 10 năm nay. Ông Kirby nói, theo hiểu biết của tôi thì họ vẫn chưa khôi phục lại vị trí này và một phần nguyên nhân có thể là do họ không có Bộ trưởng Quốc phòng. Chúng tôi chắc chắn sẽ kêu gọi họ sớm chỉ định ai đó và rất mong muốn tiến hành việc liên lạc. Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng trước đã đồng ý nối lại kênh liên lạc tại hội nghị thượng đỉnh ở California, vốn đã bị cắt đứt sau khi Chủ tịch Hạ viện lúc đó là bà Nancy Pelosi đến thăm đảo Đài Loan vào tháng 8 năm 2022. Trong khi đó, đảo Đài Loan vào hôm 8 tháng 12 cho biết rằng 12 máy bay chiến đấu của Trung Quốc đại lục và một khinh khí cầu dự báo thời tiết đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng họ muốn có thông tin liên lạc giữa quân đội hai nước, bao gồm cả các nhà lãnh đạo và chỉ huy cấp cao ở các khu vực địa lý cụ thể nơi xảy ra xung đột. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa thông báo phê chuẩn bổ sung thêm 4 thủ lĩnh băng đảng ở Haiti vào danh sách trừng phạt.
Reuters nhận định đây là một động thái được mong đợi từ lâu trong bối cảnh quốc gia Caribe này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ. Theo Reuters, các cá nhân mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa áp đặt trừng phạt bao gồm Renel Destiny, thủ lĩnh băng đảng Grand Ravine, Wilhelm Innocent, người đứng đầu băng đảng Crazy the Berry, Johnson Andre của nhóm Five Saigon và cuối cùng là Winston Joseph của 400 Mauser. Bộ Tài chính Mỹ trước đó cũng đã công bố áp đặt trừng phạt đối với 4 cá nhân này. Bộ nhấn mạnh, theo lời nhân chứng, đối tượng John C. Andre của nhóm Five Saigon cùng với đồng bọn phải chịu trách nhiệm cho hơn 1.000 trường hợp bị bạo lực tình dục chỉ tính trong năm 2022. Trong khi đó, thủ lĩnh băng đảng Grand Ravine ở Haiti, Renal Destina, liên quan đến các vụ giết người, cướp bóc, hãm hiếp và đốt nhà. Đối tượng này cũng đã bị truy tố vì tội bắt cóc công dân Mỹ vào năm 2021. Hai thủ lĩnh băng đảng Haiti còn lại là Joseph và Innocent cũng đóng vai trò then chốt trong các vụ bắt cóc công dân Mỹ vào tháng 10 năm ngoái. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, các băng đảng tội phạm hiện kiểm soát 80% thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Người dân Haiti, bao gồm trẻ em, phải đối mặt với các mối đe dọa bắt cóc, hãm hiếp, cướp bóc, giết người và bạo lực tình dục mỗi ngày. Bạo lực băng đảng ở Haiti đã khiến cho hàng chục ngàn người phải di rời và hiện tiếp tục lan rộng sang các vùng sản xuất nông nghiệp ở phía bắc của thủ đô, đe dọa nguồn cung cấp lương thực trong bối cảnh Liên Hợp Quốc ước tính gần một nửa số dân của quốc gia Caribe này đang phải vật lộn với nạn đói. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng Bộ Chính trị Trung Quốc mới đây cho biết nước này sẽ thúc đẩy nhu cầu trong nước, củng cố và tăng cường phục hồi kinh tế vào năm 2024. Chính phủ Trung Quốc trong những tháng gần đây đã công bố một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy sự hồi phục kinh tế sau đại dịch, vốn đang bị cản trở bởi cuộc khủng hoảng bất động sản, rủi ro nợ của chính quyền địa phương, tốc độ tăng trưởng toàn cầu chậm và căng thẳng địa chính trị. Tổ chức xếp hạng Moody's vào tuần này đã đưa ra cảnh báo hạ mức xếp hạng tín dụng của Trung Quốc, cho rằng chi phí để giải cứu các chính quyền địa phương và các công ty nhà nước đang gánh nợ nần, cũng như việc kiểm soát cuộc khủng hoảng bất động sản của nước này sẽ ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế. Các nhà phân tích tin rằng chính phủ Trung Quốc sẽ phải tung ra nhiều biện pháp kích thích hơn để hỗ trợ nền kinh tế, vốn vẫn đang phải đối mặt với những cơn gió ngược. Truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ Chính trị cho biết rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục phải thực hiện các chính sách tài khoá chủ động, được tăng cường vừa phải và thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt vừa phải chính xác và hiệu quả. Tân Hoa Xã đưa tin, cuộc họp do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì cũng cho biết nước này sẽ phải tăng cường tính nhất quán của các chính sách kinh tế vĩ mô. Hầu hết các nhà phân tích tin rằng tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc đang trên đà đạt được mục tiêu khoảng 5% của chính phủ trong năm nay. Tại Đông Bắc Á, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên vào cuối tuần qua khẳng định Triều Tiên quyết tâm sẽ sớm phóng thêm vệ tinh do thám để thu thập thông tin về hoạt động quân sự chống lại nước này. Theo KCNA, các vệ tinh được Triều Tiên phóng trong tương lai gần sẽ được thiết kế tương tự vệ tinh Malyong 1 mà nước này đã phóng thành công vào hôm 21 tháng 11. Nếu cần thiết, các vệ tinh sẽ làm tốt nhiệm vụ dẫn dắt Triều Tiên hướng tới một cuộc tấn công cực mạnh, bài viết của KCNA nêu rõ. Đồng thời lưu ý việc phát triển công nghệ không gian của Bình Nhưỡng hoàn toàn phục vụ mục đích phòng thủ. Tháng trước, Triều Tiên tuyên bố phóng vệ tinh Malyong 1 và nhận được các bức ảnh về Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, các căn cứ quân sự của Mỹ trên thế giới cùng những khu vực mục tiêu ở Hàn Quốc do vệ tinh này gửi về. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã lên án vụ phóng của Triều Tiên vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây bất ổn trong khu vực. Những nước này cũng chỉ trích Bình Nhưỡng vì mối quan hệ với Nga. Họ cho rằng Triều Tiên hỗ trợ vũ khí cho Nga sử dụng trong xung đột ở Ukraine để đổi lấy sự giúp đỡ để cải thiện và nâng cao năng lực quân sự. Cả Moscow và Bình Nhưỡng đã phủ nhận cáo buộc trên. Reuters đưa tin châu Âu mới đây đã đạt được thỏa thuận tạm thời liên quan đến các quy tắc mang tính bước ngoặt của khối trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả việc chính phủ sử dụng AI để giám sát sinh trắc học và cách quản lý các hệ thống AI như ChatGPT. Với thỏa thuận chính trị này, EU sẽ tiến hành trở thành khu vực có các cường quốc đầu tiên trên thế giới ban hành luật quản lý AI. Thỏa thuận hôm 8 tháng 12 giữa các nước EU và các thành viên nghị viện châu Âu được đưa ra sau gần 15 giờ đàm phán và sau cuộc tranh luận kéo dài gần 24 giờ vào ngày hôm trước. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận chi tiết trong những ngày tới. Điều này có thể thay đổi hình thức của luật cuối cùng. Hiệp định này yêu cầu các mô hình nền tảng như ChatGPT và hệ thống AI mục đích chung GPAI phải tuân thủ các quy định nghĩa vụ minh bạch trước khi được đưa ra thị trường. Việc này bao gồm soạn thảo tài liệu kỹ thuật, tuân thủ luật bản quyền của EU và phổ biến các tóm tắt chi tiết về những nội dung được sử dụng. Còn sau đây xin được chuyển sang những tin tức về an ninh, trật tự xã hội và văn hóa nổi bật ở trên thế giới.
Reuters đưa tin, Quốc hội Đan Mạch trong tuần qua đã bỏ phiếu thông qua luật cấm đốt kinh Koran ở nơi công cộng. Và đây được đánh giá là một nỗ lực của Đan Mạch nhằm xoa dịu căng thẳng với các quốc gia Hồi giáo sau một loạt các cuộc biểu tình đốt kinh Koran ở nước này. Theo Reuters, cuộc bỏ phiếu diễn ra sau cuộc tranh luận kéo dài 5 tiếng tại Quốc hội với 94 phiếu thuận và 77 phiếu chống. Các hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền hoặc lãnh án tù lên tới 2 năm. Đan Mạch và quốc gia láng giềng Thụy Điển đã chứng kiến một loạt các cuộc biểu tình chống Hồi giáo trong năm nay. Theo Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Peter Holmegaard, nước này đã ghi nhận hơn 500 cuộc biểu tình đốt kinh Koran hoặc biểu tượng Hồi giáo kể từ tháng 7. Vị quan chức này nêu rõ, những hoạt động này đang làm tổn hại đến mối quan hệ của Đan Mạch với các quốc gia khác, cũng như lợi ích và an ninh của Đan Mạch. Đan Mạch đã tìm cách để cân bằng giữa quyền tự do ngôn luận được hiến pháp bảo vệ, bao gồm quyền chỉ trích tôn giáo và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, các nhà phê bình trong nước ở Đan Mạch và cả Thụy Điển cho rằng bất kỳ hạn chế nào đối với quyền chỉ trích tôn giáo, chẳng hạn như đốt kinh Koran, đều sẽ làm suy yếu quyền tự do ngôn luận vốn đạt được sau quá trình đấu tranh cam go. Chính phủ Đan Mạch lập luận, các quy định mới sẽ tác động không đáng kể đến quyền tự do ngôn luận và các hành vi chỉ trích tôn giáo theo những hình thức khác vẫn hợp pháp. Thưa quý vị, ít nhất là 4 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện ở gần thủ đô Rome của Ý vào cuối tuần qua. Thông tin này đã được Reuters đăng tải. Reuters dẫn lời lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết rằng đám cháy bùng phát tại tầng hầm của bệnh viện San Giovanni Evangelista ở Tivoli vào khoảng 9 giờ 30 phút tối ngày 8 tháng 12 theo giờ địa phương. Hỏa hoạn nhanh chóng lan tới phòng cấp cứu và khoa chăm sóc đặc biệt. Video quay lại hiện trường cho thấy khói dày đặc bao trùm toàn bộ bệnh viện. 200 bệnh nhân đã được sơ tán đến cơ sở y tế ở trong khu vực và trong đó có 7 trẻ em và một phụ nữ mang thai. Nguyên nhân của hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ. Cũng trong tuần qua, Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan đã có chuyến thị sát tới vùng Manyara, phía bắc của đất nước này để đánh giá mức độ tàn phá của lũ quét và lở đất gây ra trong khu vực. Trong chuyến thăm, Tổng thống Hassan đã đến những nơi bị lũ lụt tàn phá và thăm hỏi người dân. Nhà lãnh đạo cam kết chính phủ sẽ đảm bảo đầy đủ nhu cầu y tế, thực phẩm và các nhu yếu phẩm giúp cho những người bị ảnh hưởng phục hồi cuộc sống sau thiên tai. Bà nói, chính phủ sẽ cấp đất cho tất cả những người mất nhà cửa ở trong thảm kịch này và họ sẽ có nơi an cư lạc nghiệp mới. Theo báo cáo chính thức của văn phòng Tổng thống, số người chết trong vụ lũ lụt ở vùng Manyara đã tăng lên đến gần 80 người. Trong khi thiên tai cũng đã khiến hơn 5.600 người mất nhà cửa, làm hư hại hàng trăm cây trồng và giết chết nhiều gia súc. Gần 1.300 nhân viên từ các bộ quốc phòng, an ninh đang tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Không chỉ Tanzania, nhiều quốc gia Đông Phi khác bao gồm Kenya, Somalia, Ethiopia cũng chứng kiến lũ lụt nghiêm trọng do hiện tượng El Nino và lưỡng cực Ấn Độ Dương, buộc hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa. Lũ lụt xảy ra sau đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua ở khu vực này. Đất khô, khả năng hấp thụ nước kém đã làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi dông bão lớn kèm lốc xoáy quét qua nhiều khu vực ở bang Tennessee của Mỹ hôm 8 tháng 12 theo giờ địa phương. Theo đài truyền hình WKIN, địa phương, trong số những người thiệt mạng có 3 trường hợp được ghi nhận tại thành phố Nashville và 3 người khác ở thành phố Clarksville. Thị trưởng Clarksville, Shopee, xác nhận thông tin. Ông cũng nhận được các báo cáo thiệt hại lớn tại nhiều địa điểm trong khu vực, thì mưa và sấm sét tiếp tục kéo dài đến tối. Theo đài WKRN, hơn 59.000 hộ gia đình ở khu vực trung tâm bang Tennessee bị mất điện. Thiệt hại liên quan đến bão cũng được ghi nhận tại các quận gồm Montgomery, Davidson và Sumner. Reuters dẫn lời các nhà sinh vật biển cho biết quần thể ngao khổng lồ sắp tuyệt chủng đã có sự gia tăng đột biến về dân số ở vùng biển Croatia. Số lượng ngao khổng lồ đã giảm mạnh trên toàn khu vực trong những năm gần đây. Các nhà khoa học Croatia xác định chỉ còn khoảng 10 cá thể loài này ở vùng biển Adriatic của đất nước. Tuy nhiên, ông Sando Dumovic thuộc Natural Historical, tổ chức quản lý các khu vực bảo tồn trong khu vực cho biết, vào năm ngoái, một thợ lặn đã phát hiện quần thể ngao khổng lồ gồm 20 con ngoài khơi phía bắc bán đảo Istria. Ngao khổng lồ có lớp vỏ dài tới 1m2 đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Chúng lọc nước biển, tạo điều kiện cho các sinh vật khác phát triển. Trong một bể nước tại thị trấn Pula, bên bờ biển Arctic, các con ngao khổng lồ được cung cấp môi trường sống lý tưởng, không có ký sinh trùng có thể tấn công chúng. Các nhà sinh vật học Cortia cho biết hiện còn quá sớm để có thể lý giải được sự gia tăng số lượng đột biến của loài ngao khổng lồ ở vùng biển nước này. Nhưng chính phủ Cortia đang tài trợ thêm ngân sách để nghiên cứu về vấn đề này. Mùa Giáng sinh đã chính thức bắt đầu ở Guatemala với lễ hội mang tính biểu tượng đốt quỷ.
Sự kiện diễn ra vào ngày 7 tháng 12 hàng năm, trước ngày Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Vài phút trước bình minh, hàng trăm người đã tụ tập trên đường phố Antigua, một thị trấn cao nguyên miền trung Guatemala, và đốt hình nộm quỷ bằng bì cứng với kích cỡ khác nhau, cùng các loại rác thải như nệm hay lốp xe. Người dân địa phương quan niệm hành động này sẽ giúp thanh tẩy và đuổi xua những điều xấu. Một du khách đến từ Mỹ tên Tamara Nelson chia sẻ, hôm nay là lần đầu tiên tôi tham gia lễ hội này. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến một nghi thức chào đón mùa Giáng sinh như vậy. Thật tuyệt vời. Lễ hội đốt quỷ là một phần của truyền thống có từ thế kỷ 16 ở Guatemala. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức quốc tế mới nhất trong những bản tin tiếp theo.